Chương 20, nhìn trộm, lồng ngực cường tráng của người đàn ông phập phồng rất bình ổn, làn da màu đồng dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm sáng bóng. Từ trong lòng hắn, Mạch Khê ngẩng đầu lên mới ý thức được chưa bao giờ cô tỉnh lại trong khi hắn ngủ say, thế nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ. Mạch Khê hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng siết chặt lấy, chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lồng ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút. Qua một lúc lâu không thấy người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông. Cô không thể không thừa nhận cha nuôi cực kỳ đẹp trai, lúc tỉnh thì ngũ quan như được khắc từ băng, nhưng khi ngủ thì hoàn toàn là một vẻ thư thái, cương nghị. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt hắn khiến đôi mắt hắn không còn cảm giác lạnh băng, sắc bén, cái mũi cao thẳng toát lên vẻ kiên nghị, lại thêm khóe môi khẽ gợn lên, Mạch Khê hơi ngây ngẩn ra, hai gò má dần nóng lên, thậm chí cô còn nhớ cảm giác đôi môi hắn hôn lên từng tấc da thịt mình. Người đàn ông này nguy hiểm như hổ báo nhưng lại như cây thuốc phiện tản ra sức hút đến chết người, khiến người khác không tự chủ được mà ngốc nghếch muốn theo hắn. Còn cô từ nhỏ đến lớn đều nấp dưới danh nghĩa là con nuôi hắn. Cô thầm nghĩ, hắn cho tới bây giờ chắc chắn cũng không tin sự tồn tại của Thượng Đế, bởi vậy hắn mới có thể làm ra những chuyện không khác gì ma quỷ. Không phải vậy sao? Nếu không thì tại sao dù biết cô là con gái nuôi nhưng hắn vẫn năm lần bảy lượt dùng thân phận của một người đàn ông mà chiếm đoạt thân thể cô, còn cô thì tại sao lại ngày càng mê muội? Cô cũng không biết, rốt cục trong lòng hắn, cô là con gái hắn hay là một người phụ nữ, hắn cho tới bây giờ cũng không hề để ý chuyện đó, chỉ biết dùng phương thức của riêng mình để giữ lại tất cả những gì thuộc về cô, hắn không kiêng nể gì mà lưu lại dấu vết trên người cô, hắn không muốn người khác có được cô. Sở dĩ cũng là bởi thói quen chiếm đoạt cùng sở hữu, phụ nữ si tình với hắn hẳn là rất nhiều, nhưng phụ nữ mà phải trả giá tình cảm cho hắn chắc chắn cũng rất bi ai, bởi hắn không thích đáp trả tình cảm, nhưng để có được thứ hắn muốn, để có được thứ hắn để tâm thì hắn sẽ không tiếc thủ đoạn mà lấy được, là vậy sao? Nhất định là như vậy, điều hắn muốn hẳn cũng đơn giản thôi, đó là cùng hắn tuân thủ theo quy tắc của trò chơi nguy hiểm này. Bỗng dưng lồng ngực cô nổi lên cảm giác lạ thường, như giọt nước lăn tăn nhẹ trong hồ, nhộn nhạo mà lại có chút đau đớn. Cảm giác này thật khó tả thành lời, lại phím thêm chút chua xót mơ hồ. Đôi mắt đang nhìn gương mặt cương nghị của Lôi Dận dần hạ xuống chỗ xương quai xanh của hắn, dừng lại ngay trên vết sẹo. Đến đêm nay cô mới nhìn rõ vết sẹo này. Những lần trước đều là do hắn mạnh mẽ đòi hỏi khiến cô ngất đi, nên trong đêm nay, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô rốt cục cũng nhìn ngắm kỹ vết sẹo này. Vết sẹo này có vẻ đã lành từ rất lâu rồi, khi ngón tay tinh tế thật cẩn thận chạm lên vết sẹo, tự nhiên trong lòng cô nổi lên cảm xúc rất mãnh liệt, cô vội giật mình một cái, là cái gì đã gây ra, còn có người có thể là thương tổn đến hắn sao? Đột nhiên cô nhớ tới lời Thánh Trạch nói rằng năm đó Lôi Dận đã tưới máu lên tổ chức xã hội đen, là vào lúc đó sao? Nhất định khi ấy rất nguy hiểm, nếu không hắn sao có thể bị thương, hắn là một người đàn ông cường thế, sao lại có thể để mình bị thương như vậy? Mạch Khê nâng tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lôi Dận. Tới khi nào thì cô có thể nhìn thấu lòng hắn? Cô cũng muốn biết, hắn có quá khứ ra sao? Chuyện tình cảm thế nào? Đúng vậy, nhất định là hắn đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bằng không sao có thể? Cô lại nghĩ đến một đêm nọ khi hắn say rượu, ngay tại vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết Thánh Khiết, trong lúc hắn cuồng dã xâm chiếm cô, lại ghé bên tai cô mà si mê gọi ra một cái tên phụ nữ. Tuyết, đừng khóc, để cho anh có thể yêu em. Bên tai Mạch Khê lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn đêm đó, đáy lòng cô khẽ run lên. Giọng nói của cha nuôi đêm đó thực sự rất dịu dàng như vậy hẳn là xuất phát từ một tình yêu say đắm, trầm luân nhưng cũng rất đau lòng. Đây là loại cảm giác cô chưa từng trải qua. Người phụ nữ kia là ai? Cho đến đêm nay cô mới thực sự muốn tìm hiểu. Trong lòng cha nuôi, người phụ nữ kia nhất định rất quan trọng, thậm chí là hai người họ từng là người yêu của nhau, cha nuôi hẳn là yêu cô ấy vô cùng sâu đậm, nếu không vì sao lại nhớ mãi không quên. Nhưng mà, người phụ nữ đó hiện tại ở đâu, là người phụ nữ thế nào, chẳng lẽ, ngón tay Mạch Khê run lên chẳng lẽ thật sự bị hắn giết? Cô theo bản năng rụt người lại, sau đó rón rén nhấc một cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra, với vội lấy chiếc váy ngủ bên cạnh. Thư phòng. Cả tòa thành to lớn như vậy nhưng chỉ có thư phòng của cha nuôi mới có thể là nơi cất giấu bí mật. Trước đây sao cô chưa từng nghĩ ra, ban đêm yên tĩnh, chỉ có vài tiếng động mơ hồ,
dường như là tiếng gợn mặt hồ, theo ánh đèn dịu nhẹ trên tường, Mạch Khê rón rén bước lên cầu thang, từng bước rất cẩn thận, chỉ sợ một bước bất cẩn sẽ làm kinh động đến người khác. Cửa thư phòng không khóa, vì ngoại trừ người hầu vào quét dọn thì không ai dám bén mảng đến thư phòng của Lôi Dận, đây cũng là nơi mà Lôi Dận ở lại nhiều nhất. Mạch Khê nhấc chân muốn tiến vào, đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp lòe như ánh sáng ban ngày, chiếu rõ mọi thứ bên trong căn phòng. A, tia chớp bất thình lình khiến Mạch Khê sợ hãi kêu lên một tiếng, lại vội vàng che miệng lại. Ngay sau đó ngoài trời vang lên tiếng sấm dữ dội, bầu trời đêm đang yên lành, vậy mà lại sắp mưa. Mạch Khê vội vàng bật đèn tường lên, sắc vàng mờ nhạt lan tỏa ra mỗi góc của thư phòng, xua tan đi bóng tối nồng đậm ngoài cửa sổ. Cảm giác bất an cũng vì thế mà như được giải tỏa đôi phần. Ba mặt thư phòng gần như đều là giá sách, còn có vài món đồ cổ. Chiếc ghế sofa đen chiếm diện tích lớn ở một phía mặt tường, phía sau là khung cửa sổ sát đất. Bên ngoài cửa sổ ấy là vườn ngọc sơn bạc tuyết mênh mông. Đây không phải là lần đầu tiên Mạch Khê bước vào thư phòng của Lôi Dận, nhưng hành vi lén lút thế này lại là lần đầu. Bóng đêm quỷ dị bên ngoài cửa sổ lại thêm những ánh chớp lòe càng khiến cô cảm giác sởn gai ốc. Đương nhiên cô cũng biết rõ chẳng qua là trong lòng đang lo sợ mà thôi. Ánh đèn vàng nhạt ít nhiều làm Mạch Khê bớt bất an. Cô cẩn thận tiến lên phía trước mấy cái giá sách, lại thất vọng phát hiện ra ở đây loại trừ sách về kinh tế, tài chính, thương nghiệp thì những sách khác rất hiếm. Trên giá sách còn có thêm vài món đồ cổ trang trí họa tiết rồng. Thư phòng quá rộng lại khá đơn giản. Ngoài sách cùng các văn kiện quan trọng thì cơ bản là không có gì khả nghi. Vậy muốn tìm thứ gì đó thì chắc chỉ còn cách lục tung giá sách, mà thứ đó hẳn là cũng rất quan trọng. Thân mình Mạch Khê vô cùng nhức mỏi, bởi Lôi Dận đòi hỏi quá lớn khiến mấy ngày nay cô ăn không tiêu, lại thêm đêm nay sấm chớp đùng đoàn khiến tinh thần cô càng không thoải mái. Lẳng lặng ngồi trên sofa, Mạch Khê bắt đầu suy nghĩ. Một khắc trôi qua, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng táp liên hồi vào cửa kính, tạo nên những tiếng lột bột không ngừng. Mạch Khê có chút phiền lòng. Cô luôn cho rằng người như cha nuôi hẳn là phải trải qua quá khứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi, chẳng hạn như thân thế của hắn hay sự tàn nhẫn của hắn vậy. Không ai sinh ra mà đã tàn nhẫn, cũng chẳng người nào từ lúc chào đời đã mang bộ mặt lạnh băng đó, trừ phi hắn phải trải qua rất nhiều sự khắc nghiệt. Ánh mắt cô vô tình nhìn đến chiếc bàn làm bằng gỗ mộc hương, trên bàn rất sạch sẽ, gọn gàng, không khó nhìn ra được bọn người làm lâu dọn rất tỉ mỉ. Ánh mắt ảm đạm của Mạch Khê đột nhiên sáng lên, cô chạy vội đến trước ngăn kéo của bàn, không hiểu vì sao tim Mạch Khê đập rất nhanh, máu trong người dần sôi trào, tựa như cổ họng còn thoáng thấy mùi máu, cô cũng rất hoảng sợ, tim đập liên hồi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài, bàn tay run run giơ ra, cô chậm rãi, cẩn thận kéo ngăn bàn ra, bên trong là xấp văn kiện ngay ngắn, liếc mắt một cái là đã thấy chẳng có gì đặc biệt. Sự tò mò như cơn hồng thủy đánh úp lấy, khiến Mạch Khê không kìm được tiếp tục kéo ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, hoàn toàn không có gì đáng chú ý. Một ngăn cuối cùng, lúc Mạch Khê chạm vào tay cầm ngăn kéo này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm, cô cảm thấy trong ngăn kéo này nhất định mình sẽ tìm được thứ gì đó. Điều làm cô kinh ngạc là ngăn kéo không có khóa, mà chắc hẳn, ngoài cô ra thì chẳng có ai dám cả gan vào thư phòng này, huống chi là lục lọi đồ của hắn. Hít sâu một hơi, cô kéo mạnh ngăn kéo ra, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, đột nhiên lại dội thêm một tiếng sấm, khuôn mặt mềm mại của Mạch Khê dưới ánh chớp nhòa càng thêm xinh đẹp, đôi mắt cô thì lại nhìn chằm chằm vào trong ngăn kéo cuối cùng này không giống ba ngăn trước, bên trong không hề có văn kiện hay mấy thứ linh tinh, mà chỉ có một vật rất đơn giản, một khung ảnh pha lê phát sáng giữa ngăn mà nó được đặt cũng rất ngay ngắn, có thể thấy chủ nhân rất dụng tâm sắp xếp. Lấy ra cho vào không hề tùy tiện, Mạch Khê theo bản năng nhíu mày lại, hơi thở có chút gấp gáp, ba ngăn kéo trước toàn là văn kiện, vì sao ngăn này lại đặt một khung ảnh, mà khung ảnh này vì sao lại được lựa chọn để ở ngăn cuối cùng, dường như không chút do dự mà cầm lấy khung ảnh, ngay khi nhìn thấy bức ảnh, Mạch Khê đột nhiên đứng dậy, đôi con ngươi sáng như ngọc lưu ly có chứa vẻ khó tin, kinh ngạc mà cũng có chút giật mình khi nhìn vào bức ảnh đã cũ kia. Trong ảnh là một người phụ nữ vô cùng đáng yêu, dịu dàng, chắc chắn ảnh này được chụp từ rất lâu rồi. Người phụ nữ trong ảnh ước chừng cũng chỉ 20 mấy tuổi, cô mặc một chiếc váy trắng bạc, phía sau là vườn hoa hồng đỏ rực như lửa, nụ cười của cô đẹp vô cùng, thanh thuần mà lại như lơ đãng, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thần hồn điên đảo.
đúng là diện mạo của người phụ nữ này khiến Mạch Khê cảm thấy kinh sợ. Người phụ nữ trong ảnh có vài nét tương tự với cô, nhất là nụ cười. Có điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất chính là cô biết người phụ nữ trong ảnh này chính là người mẫu Bạc Cơ. Mạch Khê cảm thấy lồng ngực như đau nhức. Trong thư phòng của cha nuôi sao lại có ảnh chụp của Bạc Cơ? Vẻ mặt này, dung mạo này, nụ cười này quả không sai, cô không hề nhìn nhầm, người phụ nữ này chính là Bạc Cơ. Cha nuôi cất giữ ảnh của Bạc Cơ, lại rất cẩn thận cất ở ngăn kéo cuối cùng. Một nỗi tò mò kích thích cô lấy tấm ảnh ra, cầm tấm ảnh lại gần mới phát hiện mặt sau có một hàng chữ viết: 10 năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên. Mạch Khê lẩm nhẩm đọc lên, giọng hơi run run. Cô đã từng học qua thơ cổ Trung Quốc nên biết được đây là bài Giang Thành Tử, ý thơ nói lên nỗi nhớ nhung, cũng là tình cảm nồng sâu, mãnh liệt. Mạch Khê nhận ra được chữ viết này là của cha nuôi, nét chữ cứng cáp, tì mạnh, như thể chính hắn là tác giả vậy. Phía sau ảnh chụp lại viết một câu thơ thực khiến người ta đau lòng: nhưng, tuyết mà cha nuôi gọi là như thế nào, thông qua cái đêm hắn say rượu, thật không khó để nhìn ra tình mối thâm tình của hắn với cô ấy. Kinh nghiệm tình trường của cô quá ít, nhưng nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ như vậy thì hẳn là hắn phải rất đau lòng khi xa cách. Mạch Khê nhíu mày càng sâu, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, dường như có điểm nào đó không bình thường. Ánh mắt Mạch Khê một lần nữa dừng trên người phụ nữ trong ảnh, nụ cười cô ấy đẹp như hoa mùa xuân, lại hơi có chút u sầu tự trăng thu, dịu dàng mà quyến rũ, ngay cả dáng người cao gầy cũng toát lên khí chất của người phụ nữ trưởng thành, mị hoặc vô cùng. Đột nhiên dòng chữ viết mờ mờ đạp ngay vào tầm mắt cô, thì ra là hàng chữ nhỏ biết trên ảnh ở chỗ bụi hồng nhung phía sau người con gái, nếu không nhìn kỹ, có dơ sát ảnh tận mặt cũng khó mà nhìn ra được trên đó có chữ viết, lại là một bài thơ, nói đúng ra thì là một câu mượn ý thơ, cũng là chữ viết của hai người: diện toàn lạc hoa phong đãng dạng, liễu trùng yên thâm, bạc tuyết phi lai vãng. Mạch Khê nhẹ nhàng đọc nhẩm theo mấy câu thơ thì phát hiện ra nét chữ này ắt hẳn là của một người phụ nữ. Tầm mắt cô chuyển đến những câu tiếp theo: vũ hậu khinh hàng do vị phóng, xuân sầu tử bệnh thành trù trướng. Mạch Khê nhíu mày lại, đọc xong hai câu này lại thấy nét bút cực kỳ cứng cỏi, là chữ của cha nuôi. Như vậy những dòng chữ trên là do người phụ nữ trong ảnh viết. Cô lục lọi mọi thứ trong trí óc mới chợt nhớ ra, thời Tống ở Trung Quốc có một thi nhân tên Âu Dương Tu viết nên bài Điệp Luyến Hoa, chỉ mấy ngày không gặp mà đã nhớ nhung sao. Ngón tay Mạch Khê theo bản năng run lên, một lần nữa lật ảnh lại, nhìn đôi má lúm đồng tiền trên mặt người phụ nữ, trong lòng cô nổi lên cảm giác rất khó tả, là chua xót, là khổ sở, là đau đớn, tất cả gần như là đột nhiên uống một ngụm rượu kém chất mà không tài nào nuốt nổi. Bạc Cơ không phải là tình nhân của cha nuôi sao, nhưng thế nào lại nhớ mãi không quên bộ dáng cô trong ảnh, chẳng lẽ vị trí của Bạc Cơ trong lòng cha nuôi thật sự không giống những người khác. Nguyên văn sẽ là: diện toàn lạc hoa phong đãng dạng, liễu trùng yên thâm, tuyết nhớ phi lai vãng, vũ hậu khinh hàng do vị phóng, xuân sầu tử bệnh thành trù trướng. Bất giác chỗ lồng ngực cô nhói lên, ý thơ mang theo bao nhiêu nỗi tương tư, ưu sầu. Cô thoáng tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tình nhân quyến luyến không rời, lại hình dung rằng người con gái trong ảnh viết lên mấy dòng thơ, sau người đàn ông ngồi ngắm bức ảnh, thống khổ khôn cùng nên cầm bút viết thêm mấy câu thơ còn thiếu. Cảnh tượng hệt như một thước phim điện ảnh hiện lên trong đầu cô, cha nuôi hẳn chính là người đàn ông si tình đó, bằng không chữ viết trên ảnh sao có thể lại là của hắn. Có thể dùng những lời thơ sâu sắc như vậy để biểu đạt tình cảm thì hẳn là có thể thấy được hắn đã tương tư cùng chịu dày vò đến nhường nào. Bạc tuyết phi lai vãng, bạc tuyết phi bạc tuyết. Mạch Khê lẩm nhẩm một hồi rồi đột nhiên hai mắt sáng lên. Bạc tuyết. Trong tòa thành có một khu vườn trồng bạc ngàn ngọc sơn bạc tuyết. Bác Hàng Á đã từng nói chỗ hoa đó là do chính tay cha nuôi trồng. Chẳng lẽ chính là bởi người phụ nữ này. Nhưng cô ấy rõ ràng là Bạc Cơ mà. Tuy rằng trong tên cũng có một chữ bạc nhưng hình như chưa từng thấy cô ấy đến tòa thành bao giờ. Ngay cả việc Mạch Khê được nhận vào làm con nuôi trong Lôi gia mãi sau Bạc Cơ mới biết. Có thể thấy cô ấy hầu như chẳng biết chút gì về những chuyện trong tòa thành. Tại sao có thể như vậy? Mạch Khê cầm khung ảnh lên ngẫm nghĩ kỹ càng. Sự nghi hoặc trong đầu càng ngày càng lớn. Mà bí ẩn đằng sau bức ảnh lại như hút cô vào bên trong. Cô không thể lý giải được chuyện này. Nếu người phụ nữ trong ảnh đúng là Bạc Cơ thì cô ấy đâu cần phải làm tình nhân bao dưỡng của cha nuôi, có thể viết ra những câu thơ thâm tình như vậy, có thể thấy cha nuôi yêu cô ấy vô cùng sâu đậm,
nhưng Mạch Khê nhìn nét mặt của cha nuôi, thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn ra sự quyến luyến, thâm tình với Bạc Cơ, tối thiểu là ánh mắt với người yêu cũng không giống, nhưng nếu người phụ nữ trong ảnh không phải là Bạc Cơ thì vì sao khuôn mặt lại giống như đúc vậy? Còn nữa, người phụ này đang ở đâu, liệu còn tồn tại trên đời, hay đúng như lời đồn đại rằng đã chết trong tay cha nuôi, trăm mối nghi ngờ không giả được, cánh môi gần như đã bị cô cắn gần chảy máu, đang lúc suy tư trầm ngâm, cô rõ ràng cảm thấy phía sau có luồng hơi lạnh băng tràn đến, Mạch Khê đột nhiên quay đầu, hai mắt đột nhiên trừng lớn, cha nuôi của cô không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, thân mình cao lớn dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hắn dưới ánh đèn nhạt cùng ánh chớp càng thêm phần sắc bén, giữa đêm khuya thế này, đôi mắt hắn tựa như một khối ngọc hoàng mỹ, lại chẳng khác gì đôi mắt của loài sói hoang dã, cặp mắt kia không hề chớp mà chăm chú nhìn cô, Mạch Khê thiếu chút nữa hồn bay phách tán, bàn tay cầm khung ảnh cũng buông lỏng ra. A, Mạch Khê đột nhiên có phản ứng lại thì bên tai truyền đến một tiếng choang, khung ảnh rơi xuống mặt sàn đá thạch anh lạnh băng, vỡ tan tành. Trời ạ, khuôn mặt Mạch Khê liền tái nhợt đi, cô vội vàng ngồi xuống dọn dẹp mảnh vỡ, trong lúc lúng cuống, ngón tay không may xẹt qua mảnh vỡ nhỏ, từ ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, máu đỏ cũng theo đó mà chảy xuống, nhỏ lên bức ảnh kia, khuôn mặt người phụ nữ bị giọt máu trườm lên, Mạch Khê chỉ cảm thấy từ ngón tay truyền đến từng đợt đau nhức, chết rồi, lần này chết chắc rồi, chẳng những bị phát hiện đột nhập thư phòng mà còn làm xáo trộn bên trong, điều đáng sợ nhất là cô lại làm vỡ khung ảnh, làm bẩn bức ảnh, không còn chút can đảm nào, Mạch Khê chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn kéo lấy mình, ngay sau đó, hương thơm nam tính rất quen thuộc tầng tầng bao vây lấy cô, khiến cô gần như nghẹt thở, cha nuôi, Mạch Khê ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình của Lôi Dận, giọng nói trong lúc nhất thời nhỏ đi, trong lòng cô cực kỳ bất an, cô đánh vỡ khung ảnh của hắn, nói không chừng hắn sẽ trừng phạt cô, trong con vớt có ghi tác giả bài Điệp Luyến Hoa là Diệp Mộng, nhưng mình tìm không thể ra được, dù có rất nhiều Điệp Luyến Hoa của rất nhiều tác giả thời Tống, nhưng chỉ có bản của Âu Dương Tu là mình thấy khá khớp với bản con vớt nên mạng phép sửa, mong các bạn thông cảm. Câu Bạc Tuyết Phi Lai Vãng, trong bản thơ là Tuyết Nhứ Phi Lai Vãng nhưng trong truyện có chi tiết Mạch Khê nhẩm thơ mà suy ra được cái tên Bạc Tuyết nên mình một lần nữa mạng phép luận ra câu trên, chuyển câu thơ thành một câu dựa theo ý thơ. Chương 21, sự ấm áp thoáng qua, Mạch Khê vốn đã vô cùng bất an, lại còn bị nằm gọn trong vòm ngực cứng rắn của ai đó, cô cảm thấy như thể mình sắp bị đánh úp đến nơi, kỳ thực cô rất muốn thanh minh, rằng mình không hề cố ý đánh vỡ khung ảnh, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã đến bên miệng rồi lại chẳng thốt ra được chữ nào, nhất là ánh mắt lạnh băng của cha nuôi vẫn đang nhìn cô chăm chăm, khiến từ ngữ cứ thế mà chui tọt trở lại, tôi môi Mạch Khê khẽ run rẩy. Lôi Dận chưa đợi cô nói xong đã nhanh chóng cầm bàn tay chảy máu lên xem xét, lông mày nhíu lại, hắn ấn cô ngồi xuống chiếc sofa rồi không nói không rằng, tiến thẳng về phía bàn làm việc, cha nuôi, ngồi xuống, giọng Lôi Dận không có chút hơi ấm nào, dễ dàng đánh gục mọi nỗ lực của Mạch Khê trong việc hoàn thiện câu nói, Mạch Khê cứ thấp thỏm không yên, một lần nữa lại bị bắt ngồi xuống, xét tình hình thì cô hoàn toàn đối lý, không thể chối cãi vào đâu được. Ra vào phòng làm việc của hắn mà chưa được cho phép, đã thế còn đánh vỡ đồ, thảm thật rồi, thấy hắn đi qua những mảnh vỡ, tim cô chỉ muốn nhảy ra ngoài, khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì lại chỉ thấy Lôi Dận trực tiếp lấy đồ từ hộp cứu thương, bước qua vô số mảnh vỡ, xoay người tiến về phía cô, Mạch Khê sửng sốt, làm sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Vậy mà ai đó lại còn làm ngơ trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh rồi mở hộp cứu thương ra, kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình, cha nuôi, việc này tôi tự làm được, Mạch Khê vẫn còn hơi sợ sệt, tự hỏi trong lòng, lẽ nào ông ta lại muốn xử lý miệng vết thương giúp mình, kỳ lạ, cuối cùng gương mặt Lôi Dận đã để lộ ra chút xúc cảm, nhưng cũng chỉ là một tia không vui thoáng hiện trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói một câu, ngốc đến mức điển hình như em thì làm được gì. Hình thức thì rõ ràng là câu hỏi rồi, mà sao lúc nào cũng mang tính chất khẳng định thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng ửng hồng, để mặc Lôi Dận kéo tay mình, không rõ vì sao, khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn thì lại như có dòng điện chạy khắp toàn thân, dòng điện tê tê khẽ lướt qua tim cô, khiến nó cơ hồ run lên một chút, nhìn lướt qua ngón tay đang chảy máu của cô,
đáy mắt Lôi Dận thoáng ẩn thoáng hiện chút dao động mơ hồ, rồi lại liếc mắt về phía cô, mảnh vỡ bây giờ đã chui vào ngón tay, nên sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút, giọng nói hắn vẫn vậy, bình tĩnh như thường, nhưng trong đó lại thoáng hiển hiện một điều gì đó thân thiết. Mạch Khê chỉ biết gật gật đầu, nhìn hắn lôi ra một loạt những thứ lĩnh kỉnh, dung dịch oxy già, một cái nhíp, thuốc giảm đau, theo bản năng, cô nuốt nước bọt đến ực một cái, sợ à, Lôi Dận xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô nên chỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái, khóe môi hình như còn hơi giật, không, gương mặt Mạch Khê hiện lên vẻ quật cường, miệng thì nói thế nhưng tay đau đến đứt ruột, nhìn tay cô như vậy mà còn dám kêu không đau, Lôi Dận cũng chẳng thèm hỏi lại. Thản nhiên xử lý những vết thương trên ngón tay của cô trước, rồi dùng nhíp từ từ gấp mảnh vỡ ra, toàn bộ quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng từ tốn, cứ như thể đang bảo vệ cho báu vật vô cùng quý giá. Ánh sáng màu vàng của đèn tường hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch ấy, trông hắn khi chăm sóc cho ngón tay của cô thật nghiêm túc, thật chuyên chú, lúc đó, con người hắn không lạnh lẽo như thường nữa, mà lại có vẻ gì đó rất lạ, khiến cô nhìn mà không hiểu, hình như, đó là một chút dịu dàng, hắn đáng lẽ ra phải vô cùng tức giận mới phải, sao lại băng bó vết thương giúp cô mà không chút phàn nàn thế này, cô, hẳn là hoa mắt chóng mặt, dẫn đến trạng thái không tỉnh táo mất rồi, nhưng rõ ràng là trong chốc lát, hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy, xem xét vết thương cho cô mà, có một điều mà Mạch Khê cũng không thể phủ nhận, nhìn hắn thế này khiến cô như trúng phải bùa, nên mới có cảm giác mê ly khó tả, từng cử động của hắn, giơ tay này, nhấc chân kia đều khiến lòng cô khẽ khàng xao động, tựa như bọt nước giữa tâm hồ, gợn sóng, rất nhẹ, việc hắn chuyên tâm làm việc cũng không ảnh hưởng dù một phần nhỏ đến sự uy nghiêm vốn có, hắn vẫn thế, cao cao tự tại, trên cả nghìn người, dáng vẻ bây giờ lại giống như đang vỗ về, âu yếm người phụ nữ bé bỏng của mình, từ từ dừng lại ngay lập tức, đầu Mạch Khê nổ đến đoàn. Một cái, ma xui quỷ khiến, cô đang nghĩ cái quái gì vậy, trời đất, a, vết thương ở ngón tay đau nhức khiến cô không nhịn được mà kêu lên, đồng thời cũng kéo cô quay trở về thực tại, mắt đã thoáng có chút lệ, sẽ đau một chút, do mảnh vỡ đâm vào có hơi sâu, nhưng vẫn phải dùng thuốc sát trùng, nếu không sẽ viêm nhiễm, giọng Lôi Dận trầm thấp, ngẩng đầu lên lại thấy đáy mắt cô lấp lánh nước, xen lẫn chút bối rối, ngón tay cũng bất giác hơi run lên, tôi biết. Mạch Khê cắn cắn miệng, tỏ vẻ không thoải mái, cũng vì vết thương tuy nhỏ nhưng rất nhiều, cánh môi dưới còn lưu lại cả vết răng, thuốc sát trùng khiến miệng vết thương có cảm giác nhoi nhói, chạm nhẹ cũng thấy đau, thấy bộ dạng nín nhịn của cô, đáy mắt Lôi Dận cũng thoáng lộ tia đau xót, hắn xoa xoa đầu cô, bàn tay đó rất to, rất nhẹ nhàng, giọng hắn cũng trầm hơn nhiều, tốt lắm, chịu một chút nữa thôi, sắp xong rồi, lời nói như đang dỗ dành trẻ con, vừa ấm áp, vừa mang đến cảm giác an toàn, Mạch Khê sững sờ, ngẩn người một lúc lâu, cô cảm nhận được ngón tay đang rất nhẹ nhàng của hắn bỗng run lên, sau đó lại dày dặt hơn, cẩn thận hơn, nhưng, có phải là vì cô, còn nữa, vừa nãy giọng nói của hắn rất dịu dàng, như đang xoa dịu nỗi đau của cô, lẽ nào, cũng là vì cô, thực tình, có phải là cô đang nằm mơ giữa ban ngày không, trong một khắc, trái tim Mạch Khê chợt lỗi nhịp, rốt cuộc Lôi Dận cũng xử lý xong vết thương ở mấy ngón tay cô, băng gạc cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên, nói, nếu em muốn tiêm phòng uốn ván, tôi sẽ mời bác sĩ tư nhân đến, hắn, đang vô cùng bận rộn trong việc tận lực xua tan những ý nghĩ khác thường, nghĩ thử xem, một con người tàn nhẫn như hắn, tuổi còn trẻ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đổ máu, năm đó, khi ra tay tẩy trừ tổ chức xã hội đen, đến một cái nháy mắt hắn cũng không có, sát khí trên người thậm chí khiến cả tử thần cũng phải chùn bước, đây cũng chính là nguyên nhân, lý do vì sao trong giới mafia, không ai muốn đắc tội với tổ chức ảnh, vậy mà, vào cái đêm chết tiệt này, đối diện với sự to gan của cô, mà hắn không có cách nào giận dữ, nhìn những ngón tay đang chảy máu của cô, mà hắn không có cách nào khiến cho ngực thôi đau nhói, loại cảm giác này, hắn đã không có bao lâu rồi, càng vớ vẩn hơn nữa, là trong lúc băng bó cho cô, hắn đã sơ ý làm cô đau, nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc đấy, tay hắn lại còn khẽ run run, quả là nực cười, tay hắn đã gây nên bao nhiêu thương tích, giết bao nhiêu mạng người, dính bao nhiêu máu, vậy mà chỉ có băng bó cho nhóc con ngốc nghếch kia thôi cũng run, thật không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, Mạch Khê đương nhiên làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì,
chỉ nghe thấy hắn nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, không, không, tôi không cần tìm. Lôi Dận đáng ghét rõ ràng vẫn đang nghĩ ở đâu đâu, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của cô nên trực tiếp gọi điện thoại, ra lệnh ngắn gọn, xúc tích vô cùng, Hàn Á, gọi bác sĩ Tư, ngay lập tức, khuôn mặt Mạch Khê rất nhanh chóng trở nên trắng bệch, bàn tay mảnh mai khẽ run lên, thề có trời chứng giám là cô sợ tim, vô cùng sợ tim, từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là bị tim, nói quá lên là thà chết còn hơn tim, nghe lời đi. Miệng vết thương sơ cứu đơn giản như vậy làm sao giải quyết dứt điểm được, câu nói này nghe thì giống như mệnh lệnh được ban ra, không có chút dịu dàng khuyên bảo nào cả, Mạch Khê bất chấp, vẫn ra sức lắc đầu, cô luôn sợ kim tim, luôn luôn, mặc hắn có lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không để ý, thấy thế, Lôi Dận bất đắc dĩ thở dài rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về hai bờ vai, ngoan ngoãn nghe lời nào, năm chữ. Đơn giản là vậy mà lại như câu thần chú đầy ma lực lọt qua tai, khiến lòng cô trong một lát bỗng được trấn an, làm thế nào mà trong một đêm, không khí đã ám muội giờ còn thêm cả quái dị, nói chung là không thể lý giải, tóm lại, là Mạch Khê ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này, đáng lẽ ra, hắn phải giận dữ mới đúng chứ, nhưng hắn, không những băng bó vết thương giúp cô, mà bây giờ lại còn gọi cả bác sĩ riêng đến nữa, tim, bị tim, quên hết mọi sự trên đời. Mạch Khê ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Lôi Dận, ngẩng gương mặt đáng thương nhìn hắn, miệng cầu xin, nhưng tôi uống thuốc là được mà, uống thuốc sẽ không cần tim nữa, có phải không? Mắt cô sáng lấp lánh hệt một dòng suối nhỏ, khiến thứ gì đó bên ngực trái Lôi Dận khẽ đập loạn, hắn chau mày, nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, cố gắng nói bằng giọng đều đều, không được, nhất định phải tim, nhưng mà, Mạch Khê nhìn mấy ngón tay đã được băng cẩn thận, rồi giơ lên trước mặt cho hắn xem, như thế này là tốt lắm rồi, không cần tim nữa, giọng cô vô cùng đáng yêu, lại có chút nũng nịu, dáng vẻ như cô gái nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời, Lôi Dận là đàn ông, mà thực sự là một gã đàn ông nguyên chất vô cùng, không hơn không kém, thử hỏi phải đối mặt với cái người đang làm nũng như thế này, trong lòng làm sao yên, xử lý như thế này là đơn giản nhất rồi, ngón tay em bị đâm rất nhiều mảnh nhỏ, khả năng bị uốn ván rất cao, hắn nói rất nhẹ, âm thanh có chút không vui, còn có chút không kiên nhẫn, Mạch Khê nghe vậy bĩu môi, ánh mắt cô lại lạc nơi những mảnh vỡ gần đấy, nghĩ lại thấy áy náy, cô lại cắn môi, nhìn Lôi Dận nói, cha nuôi, thực xin lỗi, Lôi Dận quay đầu lại, lướt qua ánh mắt cô rồi nhìn thẳng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thản mở miệng, lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em nói ba tiếng đó thật lòng, cô hạ mắt xuống, hơi cuộn mình, dấu chân dưới váy ngủ trắng muốt, do Lôi Dận nhìn từ trên cao xuống, nên dễ dàng thu vào tầm mắt khẽ rảnh như ẩn như hiện trước ngực cô, trên đó, hắn còn nhìn rõ cả dấu vết mình lưu lại, nhất là cô con gái này còn đang ôm khư khư lấy cánh tay hắn, mà chất liệu vải lại mỏng, khiến Lôi Dận dễ dàng cảm nhận được cái gì đó rất mềm mại, lại có chút man mát, yết hầu hắn hạ lên hạ xuống, ánh mắt mỗi lúc một sâu, trong một lát, không khí bỗng yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng mưa là vẫn rơi đều, bên ngoài khung cửa sổ trắng là tòa thành bạc tuyết, đứng hiên ngang bất chấp mưa gió, Mạch Khê ngẩng đầu lên, phát hiện ra cha nuôi đang nhìn mình không chớp mắt thì giật thót, nhanh chóng hạ mắt xuống, nhìn qua chỗ khác, nhưng chỉ cần một cái liếc thôi, cô cũng nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hắn, ánh mắt vô cùng quen thuộc, nhưng lại mang vẻ gì rất lạ, tình yêu ư, vớ vẩn, cô không cần cái đó, dường như cảm thấy mình đang hành động có phần quá mức. Mạch Khê cẩn thận định lấy tay ra, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hắn, buông tay à, em cứ thử làm xem, hoảng sợ, cô lại vội vàng ôm sát lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà áp vào lồng ngực rộng lớn, Mạch Khê cũng thật là thông minh, tuyệt đối không cố ý chọc tức hắn, nguyên nhân là lần này lỗi rõ ràng thuộc về cô, người gây chuyện lại là cô, giờ còn có gan đi chọc giận hắn sao, thật không biết hậu quả sẽ khôn lường đến mức nào. Lôi Dận thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng thì khẽ nhấc cằm lên, gương mặt lộ rõ ý cười cùng thỏa mãn, tràn đến tận đáy mắt, hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cô, trên người cô luôn mang mùi hương rất đặc trưng, dịu nhẹ nhưng thơm ngát, hoàn toàn khác biệt so với hương nước hoa nồng nàn của những người phụ nữ khác, hít hà hương thơm này khiến Lôi Dận như đang ở giữa thiên nhiên, suy nghĩ cũng trở nên bình yên, hắn thì đang hưởng thụ sự an tĩnh, còn lòng Mạch Khê thì đang rối như tơ vò, đây là lần đầu tiên, cô ở trong lòng hắn mà cảm thấy yên tĩnh đến vậy, bên tai là tiếng tim đập đều đặn của Lôi Dận,
mà tim cô lại vô thức nhảy loạn mãi không thôi. Thế này là thế nào? Làm sao trong ngực hắn lại có thế ấm áp, an toàn thế được? Người đàn ông này cũng có lúc không nguy hiểm hay sao? Cô phải rời xa, rời thật xa hắn mới đúng. Nhưng đáng tiếc, giây phút này khi bị hơi thở hắn vây quanh, cô lại không có cách nào khiến bản thân mình rời khỏi. Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Mạch Khê hơi ngẩng đầu lên, cánh tay Lôi Giận bên hông cô chợt nới ra. Cô chỉ nghe thấy tiếng hắn nói, vào đi, là quản gia Hàn Á, cùng với bác sĩ tư nhân. Lôi tiên sinh, bác sĩ tư đã đến rồi. Quản gia hơi hạ thấp người nói, ánh mắt trìu mến nhìn Mạch Khê. Ông thấy kể ra cũng lạ, nửa đêm nửa hôm thế này, Lôi tiên sinh lại muốn mời bác sĩ riêng đến, lẽ nào có ai bị bệnh? Hơn nữa, không khí còn có phần gượng gạo không thoải mái. Hàn Á nghĩ mãi nhưng cũng không ra, chỉ đứng im không nói gì. Bác sĩ riêng là một người phụ nữ, kể từ sau sinh nhật thứ 18 của Mạch Khê, ai đó rất đáng ghét liền mau chóng thay toàn bộ bác sĩ riêng trong gia đình, bởi lẽ họ đều là đàn ông. Hàn Á, ông lui ra ngoài được rồi, Lôi Giận nói, chỉ nhìn lướt qua cô bác sĩ, lại đây, ngón tay của cô ấy bị thương, vâng, tôi sẽ xem giúp tiểu thư Mạch Khê. Vị bác sĩ trên mặt có thoáng sắc hồng, lần nào nhìn thấy Lôi Giận cũng tim đập tay run. Cô làm việc ở đây cũng được một thời gian, nhưng cũng chỉ biết đến gương mặt lạnh lùng của nam chủ nhân tòa thành Bạc Tuyết, hoàn toàn đối lập với tiểu thư Mạch Khê, hồn nhiên hoạt bát. Chỉ có điều đến giờ cô vẫn không hiểu rõ một điểm, đấy chính là quan hệ của hai người này. Người làm trong tòa thành ai cũng bảo họ là cha nuôi, con gái, nhưng ai thử đặt mình vào tình huống của cô, thì sẽ nhận thấy quan hệ trên không hẳn là chính xác cho lắm. Hành động mờ ám như vậy, dĩ nhiên sẽ gây hiểu lầm. Cô thực chưa thấy cái kiểu cha con nào mà lại như vậy, vô cùng khó hiểu. Hơn nữa, cô tiểu thư này có bị thương một chút ở ngón tay mà đêm hôm cũng gọi cô tới. Thế cũng đủ hiểu người đàn ông này đang lo lắng đến thế nào. Bác sĩ vừa mới giơ kim tiêm lên, Mạch Khê đã trợn mắt kêu to, nhanh chóng chui tọt vào lòng Lôi Giận, hai cánh tay run rẩy. Tôi sợ lắm, tôi không cần tiêm. Thấy vậy cô bác sĩ cũng ngại, cũng không dám tùy tiện mà lùi vài bước. Lôi Giận nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn tồn trấn an, chỉ là tiêm phòng uốn ván thôi, sẽ không đau, nghe lời đi nào, được không? Tiếng khóc của Mạch Khê nho nhỏ, cô vẫn chôn mặt trong lòng ngực hắn, rầu rĩ gật đầu. Lôi Giận cười, hết sức mờ ám, hắn ôm lấy thắt lưng cô rồi nhẹ nhàng kéo váy ngủ lên, lộ ra cặp mông mềm mại. Cô bác sĩ đứng bên cạnh kinh sợ cực độ, hai mắt trợn lên, xém tí nữa là xỉu. Thứ nhất, nếu quan hệ giữa bọn họ là cha con, làm sao người làm cha như hắn lại có thể hành động như thế này? Thậm chí còn vô cùng thản nhiên cởi quần lót của cô ra, động tác nhẹ nhàng như đối với người yêu vậy. Thứ hai, chính là dấu vết trên người tiểu thư Mạch Khê, váy ngủ được kéo lên, cô không khó để nhìn thấy dấu vết giữa hai chân Mạch Khê. Đương nhiên, đó chính là dấu hôn, không thể nào sai được, là người từng trải, cô tự nhiên phải biết dấu hôn này có ý nghĩa gì. Trời đất, làm sao có thể như vậy? Cô quay đầu nhìn hắn, thấy hắn không hề có biểu hiện gì chứng tỏ sự ngạc nhiên hay khiếp sợ, chắc hẳn hắn đã biết từ trước rồi. Nếu như vậy, như vậy là, lẽ nào chính hắn lại là, vị bác sĩ này thực sự không có khả năng tưởng tượng tiếp nữa. Nếu nghĩ thêm, cô không chắc mình còn giữ được trạng thái tỉnh táo. Thấy cô cứ đứng được ở đó, Lôi Giận hỏi, có chút khó chịu, sao còn không tiêm đi? A, thật xin lỗi tiên sinh. Cô nhanh chóng tiến lên, mũi kim mới chạm nhẹ mà Mạch Khê đã run rẩy. Lôi Giận lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, trong nháy mắt kim tiêm đã cắm sâu vào, Mạch Khê rút cuộc cũng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng, nhẹ một chút. Lôi Giận hơi chau mày, lạnh lùng ra lệnh. Nữ bác sĩ gật đầu liên tục, chậm rãi đẩy kim tiêm vào, vẫn nghe thấy tiếng khóc của Mạch Khê. Tốt lắm, ngoan nào, không được khóc, Lôi Giận nhỏ giọng nói bên tai cô, nghe như đang dỗ trẻ con. Nước mắt Mạch Khê theo khóe mắt chảy xuống, toàn thân cứng ngắc. Lôi Giận cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn lên cả từng giọt nước mắt. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ biết cách an ủi người khác, người còn lại cảm thấy vô cùng choáng váng, càng thêm khẳng định lại quan hệ của hai người này. Bảo đây là hai cha con, có quỷ mới tin, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là họ đang làm cái gì. Biểu hiện đau lòng của người đàn ông này dành cho tiểu thư Mạch Khê hoàn toàn là của người đang yêu. Một màn kinh tâm động phách người ta cũng xong xuôi cả rồi, Mạch Khê vẫn không ngừng khóc,
vừa chỉnh sửa váy sống vừa nuốt khan, Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê đang vị bác sĩ có chút lo lắng, sợ chọc giận Lôi Dận, hắn lại tự tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn, lem luốc cho cô, ánh mắt dịu dàng đến thế mà vừa chuyển qua cô bác sĩ đã lạnh như băng, con gái tôi rất nhát gan, từ bé đã không thích tiêm, hả? Cô bác sĩ bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ thầm nghĩ, con gái tôi, sao không nói luôn là người yêu tôi cho nhanh, bày vẽ làm cái gì, nhưng phải công nhận là lời lẽ hắn rất dễ gây hiểu lầm, khiến người khác nghe vào tưởng hắn cưng chiều con gái mình. Có điều, thể loại cưng chiều này rất không trong sáng, nếu không muốn nói là vô cùng mờ ám, Lôi Dận gọi điện thoại, nhanh chóng ra lệnh, Hàn Á, tiễn bác sĩ về, bác sĩ tự giác rời phòng, hắn lại quay đầu nhìn Mạch Khê, cô vẫn nức nở từ nãy đến giờ, trong lòng có cảm giác vô cùng mềm mại, hắn lại ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ này như thế mà lại sợ tim, giờ nép trong lòng hắn không chút phản kháng, vô lực như con mèo nhỏ vậy. Ý của cô là Mạch Khê là tình nhân của ông chủ Á? Thanh âm khàn khàn của cô gái kia tựa như phát hiện ra một châu lục mới vậy. 89 phần là muốn dựa vào đại danh của tổng giám đốc Lôi thị, nhưng tôi còn muốn xem thử, Mạch Khê kia chủ động dẫn dụ ông chủ mới đúng. Ông chủ của chúng ta là ngươi như thế nào? Cô ta tự hoang tưởng thôi, cứ muốn sáp lại trên người ông chủ. Cô gái kia hừ lạnh, không đúng đâu, không phải tin đồn là người mẫu Bạc Cơ mới là tình nhân của ông chủ, ngay cả việc học ở Harvard cũng là do ông chủ sắp xếp, cô ta tuổi còn trẻ đã có thể ở sàn kết quách xương thiên hậu, cũng chính là bán sắc đẹp thôi, đối với mấy con đàn bà cứ nhung nhớ mình, đàn ông cho tới bây giờ say chẳng cự tuyệt, nhiều tình nhân thì sao, nhưng mà, ha, tôi luôn luôn không tin ông chủ của chính ta như vậy còn có thể chịu được khẩu vị như thế. Mạch Khê kia có cái gì, bộ dạng cũng tính là xinh đẹp, nhưng mà chỉ ngắm chứ dùng được không, xem kiểu cô ta ngu ngơ như vậy thật sự không tưởng tượng được trên giường phải làm thế nào lấy lòng đàn ông, tôi chỉ thấy ông chủ đối với cô ta chỉ là chơi đùa cho vui thôi.